Ngọc Trinh bất ngờ tuyên bố muốn tát một sao nữ V-Beat vì nhìn mặt khó ưa quá. Những chia sẻ của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh một lần nữa khiến dân tình xôn xao. Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân đình đám của V-Beat. Bên cạnh con đường nghệ thuật, nữ hoàng nội y còn thường xuyên gây chú ý bởi những phát ngôn sốc. Vốn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, mới đây, Ngọc Trinh đã khiến dân tình xôn xao khi có nhận xét bất ngờ về một đàn chị. Danh tính nhân vật này không ai khác chính là diễn viên Minh Hằng. Cụ thể Ngọc Trinh và Minh Hằng sẽ song kiếm hợp bích trong dự án điện ảnh dịp Tết Nguyên đán năm nay, chị em 2. Nói về quãng thời gian đóng cặp với Minh Hằng, Ngọc Trinh chia sẻ, Trinh phải xin lỗi chị Hằng trước vì sẽ tát thật chứ không biết tát kỹ thuật. Vì làm giả thì Trinh không diễn được, thế là Trinh tát chị Hằng khoảng 10 lần, suýt rớt cái mụn ruồi của chị ra luôn. Tới nỗi hẳn cả dấu tay Trinh lên mặt chị Hằng. Mà thực sự tát chị Hằng cũng thích thiệt nên Trinh tát rất sung. Không hiểu sao cái mặt bà lúc ấy khó ưa quá, nhìn là muốn tát. Nhưng bù lại, Trinh cũng nói khi chị tát Trinh cứ mạnh tay vào để Trinh có cảm xúc khi diễn. Ngọc Trinh thừa nhận trong mọi cảnh quay của chị em 2, cô hoàn toàn không biết làm động tác giả. Để hoàn thành vai diễn, Ngọc Trinh khẳng định điều gì cô cũng dám làm. Minh Hằng cũng không ngần ngại trêu chọc người bạn diễn cùng mình. Đúng rồi, Ngọc Trinh cái gì cũng dám nuốt. Trong hai vai nữ chính, Minh Hằng là người bề dày diễn xuất hơn nên cô cũng chỉ dạy Ngọc Trinh tận tình trong từng cảnh quay, trong từng điệu nhảy hoặc động tác hình thể. Ngay từ khi bắt đầu công bố dự án chị em 2, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khiến các cine fan tò mò khi quyết định mời Minh Hằng và Ngọc Trinh vào vai ba trà, Từ Nhị, hai tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng thời xưa. Những hình ảnh và teaser được công bố làm nhiều người lầm tưởng đây là bộ phim nói về thế giới phù hoa của các mỹ nhân và công tử, nhưng khi trailer chính thức được công bố, khán giả đã dần hình dung rõ hơn về câu chuyện đấu đá để giữ vững ngôi vị đệ nhất mỹ nhân của ba trà và Tư Nhị.